Hello, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đến với kênh của Đam Mê Cá Vàng. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ cung cấp cho các bạn một cái nhìn tổng quan và nhanh chóng những cái thông tin cơ bản về cá vàng. Hy vọng rằng video này sẽ có được sự quan tâm của các bạn đến loài cá thú vị này mà có thể truyền cảm hứng cho các bạn đang nuôi cá vàng nha. Đầu tiên thì mình sẽ chia sẻ về lịch sử của cá vàng. Cá vàng được nuôi trong nhà từ rất là lâu đời. Ngày xưa vào khoảng năm 960 sau công nguyên ở Trung Quốc thì lần đầu tiên là cá vàng được phát hiện ra và được xác nhận. Qua nhiều thế kỷ thì cá vàng đã được lai tạo, chọn lọc đầu tiên là bởi người Trung Quốc nè, sau đó là người Nhật và trở thành một loài cá đẹp có hình dạng đẹp và khác biệt so với tổ tiên của chúng là cá chép. Bằng cách cho lai tạo chọn lọc các đột biến tự nhiên thì cá vàng đã trở thành một chú cá có vây ngắn, rồi lúc đầu thì sẽ có màu xám và sau đó sẽ phát triển thành những chú cá có cái ngoại hình rực rỡ, màu sắc rực rỡ khác. Cá vàng có những loại cá nào? Hiện tại thì cá vàng có hơn 100 loại khác nhau. Nhiều loại hiện tại thì không có ở Việt Nam mà chỉ có ở quê hương của nó thôi, đó là Nhật Bản hoặc là Trung Quốc. Với những bạn nào mà mới nuôi á, thì các bạn nên tích lũy kinh nghiệm bằng những loại cá rẻ, ví dụ như là comet nè, hoặc là mình hay gọi là cá ba đuôi. Sau đó thì các bạn đã nâng cái level của các bạn về vấn đề nuôi cá lên rồi á, thì các bạn có thể nuôi những loại cá cao hơn như là lionhead, rancho, ryokin, mắc lồi. Bởi vì đối với những loại cá này á, thì mình cần phải có kinh nghiệm nuôi dày dặn thì mình mới có thể hạn chế được những cái rủi ro cho chúng. Về màu sắc của cá vàng thì cá vàng có bất kỳ màu sắc nào nhưng mà rất là hiếm khi màu vàng. Dù mình nói là cá vàng nhưng mà cá rất hiếm khi có màu vàng. Cá sẽ có từ màu đen tới màu trắng, đỏ hoặc là cũng có thể kết hợp của những cái màu sắc này lại. Và sự kết hợp màu sắc này thì sẽ phụ thuộc vào các loại vảy. Đầu tiên là sẽ là vảy ánh kim là phổ biến nhất, sau đó là calico. Và thứ ba là sẽ có một cái mà mình cảm nhận được là có một cái lớp màu trong trong ở trên cơ thể của cá, ví dụ như là như hình mà mình sẽ gửi các bạn. Và màu phổ biến nhất của cá vàng đó là màu cam hoặc là màu cam đỏ. Tiếp theo là các loại vây của cá vàng. Cá vàng thông thường thì có các vây giống tổ tiên của nó như là cá chép xanh, thì tất cả những cái loại cá vàng đều được sự đổi vây của chúng thông qua cái quá trình chọn lọc di truyền. Ba cái biến thể vây cơ bản á, đầu tiên là sẽ là vây đuôi đơn, có nghĩa là vây đuôi thôi, nó không có chẻ ra. Rồi, ví dụ như là cá comet nè, hoặc là subukin, là có một số loài thì mình sẽ đưa hình ảnh cho các bạn xem ha. Loại thứ hai là hai vây đuôi, tức là cái phần đuôi sẽ chẻ ra làm hai như thế này. Loại thứ ba đó là hai vây đuôi và không có vây lưng. Có rất là nhiều cái sự biến đổi của nó ở trong những cái hình thức này, tùy theo chiều dài của nó hoặc là hình dạng của nó như thế nào. Về hình dạng của cơ thể của cá vàng á, thì cũng sẽ có ba loại hình dạng cơ bản luôn. Đầu tiên đó là loại dài và thon, những cái loại này thì có vây đuôi đơn, ví dụ như comet hoặc subukin. Loại thứ hai đó là có hình dạng cơ thể ngắn và tròn, những loại này là có hai vây đuôi với thân hình tròn đầy đặn như oranda, rồi cá vàng mắc lồi. Và loại thứ ba là có hình dạng cơ thể ngắn và tròn nhưng mà không có dày như là những cái loại được đề cập ở trên. Và những cái loại này thì thường là sẽ thiếu vây lưng, ví dụ như là cá mắc lồi hoặc lionhead. Tiếp theo là về các loại mắt của cá vàng, thì cá vàng sẽ có 4 loại mắt cơ bản. Đầu tiên là mắt bình thường là như vậy. Loại thứ hai đó là mắt lồi, nhưng mà bạn thấy là mắt lồi nhưng mà con ngươi của cá thì vẫn ở cái gọi là cái vị trí bình thường, nhìn ở cái tầm ngang ở phía dưới. Thứ ba đó là loại mắt lồi nhưng là mắt của cá lại ở trên như vậy. Và loại cuối cùng đó là mắt bong bóng, có nghĩa là phía dưới mắt sẽ có một cái túi dịch. Và các bạn phải lưu ý đó là không bao giờ các bạn được nuôi cá vàng có loại mắt bình thường với ba loại mắt khác. Bởi vì với những chú cá mà có mắt bình thường thì nó sẽ rất là dễ dàng di chuyển lấy đồ ăn. Nhưng đối với ba chú cá còn lại thì đây là một cái bất tiện của chúng đó. Chúng sẽ tìm đồ ăn khó khăn hơn. Khi mà bạn nuôi chung như vậy thì vô tình lại khiến cho cá bị cạnh tranh về thức ăn, sẽ làm khó cho cá.
Tiếp theo thì mình sẽ chia sẻ về thực phẩm mà cá vàng ăn. Thì cá vàng là một loại thực động vật ăn tạp, có nghĩa là chúng sẽ ăn thực phẩm từ thực vật cho đến động vật. Có rất là nhiều loại thức ăn cho cá vàng. Thì mình đã có làm một video chia sẻ về các loại thức ăn cho cá vàng rồi, các bạn có thể tham khảo ha. Thì chúng sẽ cần hai loại thực phẩm để duy trì sức khỏe và tránh các vấn đề về tiêu hóa, đặc biệt là những chú cá có thân hình ngắn và tròn. Và số lượng thực phẩm từ thực vật và động vật thì cần cho cá ăn nó sẽ cần được cân đối tùy phụ thuộc vào mùa, tuổi của cá. Và còn phải xem xét là bạn có muốn dự định nuôi cá để nó sinh sản hay không. Nếu mà bạn nuôi cá để cho nó sinh sản thì bạn cần phải có một cái chế độ ăn khác nữa. Và hiện tại mình chỉ nói riêng về loại thức ăn tổng hợp thôi, thức ăn khô. Bởi vì thức ăn khô nên là sẽ có nhiều trường hợp là cá ăn sẽ bị khó tiêu. Vậy nên Đam Mê Cá Vàng đã có cho ra mắt và hiện đang bán một cái sản phẩm từ rất lâu rồi để hỗ trợ cái tiêu hóa cho cá vàng. Đầu tiên là vi sinh bio, là sẽ giúp cho cá tiêu hóa và hấp thu thức ăn tốt, từ đó sẽ hạn chế các bệnh về đường ruột. Và vi sinh bio nó sẽ ức chế tiêu diệt cái vi khuẩn kỵ khí khiến cho cá bị bệnh. Ngoài ra còn có một công dụng nữa rất là hay từ vi sinh bio, đó là khi mà trộn với thức ăn và để vào nước thì vô tình vi sinh bio sẽ phân hủy nhanh các chất hữu cơ, làm mất cái mùi hôi trong hồ cá, làm giảm chất độc trong nước cho cá. Và loại thứ hai mình muốn khuyên dùng cho các bạn đó là ơi em tỏi. Ơi em tỏi sẽ khử khí độc hại và hạn chế rêu trong hồ. Đây là hai sản phẩm mà Đam Mê Cá Vàng khuyên dùng đối với các bạn. Và đối với các bạn nào mà bất kỳ các bạn muốn cho cá ăn những cái thức ăn khô, thức ăn tổng hợp, thì các bạn cũng có thể dùng hai loại vi sinh này để hỗ trợ sức khỏe cho cá và để cho cá ổn định hơn. Và đối với các bạn mà hay cho cá ăn những cái loại thức ăn trùng đó, thì các bạn cũng nên dùng loại này để có thể làm cho cái hồ cá của bạn trở nên sạch hơn, để có thể tiêu diệt những cái vi khuẩn kỵ khí trong hồ cá của bạn, hạn chế mùi hôi và cũng như là mang lại một cái môi trường ổn định cho hồ cá của bạn. Tiếp theo là về nhiệt độ của cá vàng. Cá vàng là một loại cá nước ngọt, thích nước ấm. Chúng có thể sống trong một môi trường nước rất là lạnh trong một thời gian ngắn như là mùa đông. Và chúng cũng có thể sống ở nhiệt độ gần 38 độ. Nhưng mà với một điều kiện là sự thay đổi nhiệt độ phải rất là chậm. Có nghĩa là nó có thể sống ở nhiệt độ thấp và nhiệt độ cao. Tuy nhiên cái sự biến đổi nhiệt độ nó phải diễn ra thật chậm, không có đột ngột. Bởi vì khi mà diễn ra đột ngột á, thì cá vàng rất là dễ bị sốc nhiệt. Nếu mà nhiệt độ thay đổi đột ngột khoảng chừng 2 độ thôi, ví dụ như là từ 25 độ mà lên một phát một khoảng chừng 27 độ, thì cá nó sẽ bị sốc nhiệt ngay lập tức. Ví dụ như trong trường hợp đó là trường hợp mà bạn đổ cái lượng nước với một cái nhiệt độ khác vào, nó sự biến đổi nhiệt độ lớn ở trong hồ cá một cách nhanh chóng đột ngột thì cá rất là dễ bị sốc nhiệt. Và nhiệt độ tốt nhất để mà nuôi cá vàng á là từ 13 độ cho tới 27 độ. Đây là một cái khoảng nhiệt độ trung bình để mà cá có thể phát triển tốt nhất. Tiếp theo là về không gian để phát triển cá vàng. Là cá vàng cần một cái hồ khoảng 60cm² với diện tích cho mỗi chú cá đó nha. Nó nghĩa là mỗi một chú cá cần một cái diện tích là 60cm² để hoạt động. Và cá vàng có hình dáng thân dài và dày nên là nó sẽ cần nhiều cái diện tích mặt nước hơn nữa. Cá vàng nó rất là chịu đựng với những điều kiện nước khác nhau, có nghĩa là nó rất là dai luôn và nó có thể sống trong nước cứng, nước mềm, nước axit hoặc là kiềm. Nhưng mà chúng sẽ không chịu đựng được với cái mức độ oxy hóa thấp do nước bị ô nhiễm hoặc là quá đông đúc. Bạn cần phải lưu ý điều này nha. Cá vàng thì sẽ đẻ trứng hay là đẻ con? Mình thấy có rất là nhiều bạn hỏi trên Google như vậy khi mà thực hiện cái nghiên cứu những cái keyword ở trên Google. Thì cá vàng là loại cá đẻ trứng nha các bạn. Cá vàng đẻ trứng và trứng nó sẽ đẻ phân tán. Có nghĩa là cá nó sẽ phân tán trứng của mình ngẫu nhiên trên các loại cây cỏ mọc ở trong cái nông vực, trong cái hồ của nó. Và cá đực sẽ theo đuổi cá cái để mà thụ tinh, gần chúng nó mà thụ tinh. Và cá vàng nó sẽ không có chăm cá đâu, sau khi nó đẻ cá xong là xong rồi đó. Nên là sau khi cá đẻ thì mình cần phải lưu ý tách cá ra khỏi con. Thực tế là sau khi nuôi, quá trình sinh sản được kết thúc á, thì cá vàng mà nó đâu có biết đâu, nó sẽ ăn bất cứ trứng hoặc là ấu trùng, gọi là con cá nào mà nó tìm thấy. Bởi vì nó không có nhận thức được đó là con nó hay là thức ăn, nó sẽ vô tình ăn được thôi.
Tiếp theo đó là vấn đề điều trị bệnh cho cá vàng. Đây là một cái vấn đề rất là quan trọng trong video ngày hôm nay. Cá vàng bị bệnh hoặc là chết á, là do cái điều kiện sống của chúng làm cho nó bị suy yếu hệ miễn dịch. Và nguyên nhân tử vong hàng đầu của cá vàng đó là do nước bẩn, là do cá ăn quá nhiều thức ăn, hoặc là do cho cá ăn quá nhiều thức ăn nhưng mà cá ăn không hết sẽ làm cho nước bẩn. Và thức ăn không được ăn nhanh chóng á, thì sẽ gây ra cái sự gọi là tăng đột ngột của nồng độ amoniac ở trong nước, gây chết cho tất cả các loại cá vàng. Và mình thấy rằng rất là nhiều trường hợp cá vàng bị chết đột ngột là do cái nồng độ pH, là do độ pH của cá trong hồ cá tăng quá nhanh. Có nhiều khi là chỉ một đêm thôi, hoặc là từ sáng tới chiều thì cái nồng độ, cái độ pH ở trong nước của cá nó tăng đột ngột, tăng quá nhanh thì sẽ khiến cho cá bị tụt nhớt và chết. Hầu hết các vấn đề bệnh của cá vàng á, khi mà chúng ta phát hiện nhanh chóng thì sẽ được điều trị bằng cách là thay nước hoặc là thêm một ít muối ăn vào trong nước. Khoảng với một muỗng muối, gọi là một muỗng muối, gọi là một muỗng cà phê muối thôi, thì có thể là pha được cho một lít nước. Và cá vàng có thể chịu được trong nồng độ muối cao nếu mà được cho thêm dần dần. Có nghĩa là khi mà bạn cho muối vào trong nước đó, thì bạn đừng có đổ cái ào, mà bạn sẽ thêm dần dần, thì cái nồng độ nó sẽ tăng lên. Như vậy thì cá vàng nó có thể chịu được muối với nồng độ cao. Cuối cùng đó là về hồ cá vàng. Thì cá vàng có thể được nuôi ở trong nhà hoặc là ngoài trời. Nếu ngoài trời thì hồ hoặc là bể cá vàng cần đủ lớn để mà tránh được cái sự nhiệt độ, tránh được sự thay đổi nhiệt độ lớn vào ban ngày ban đêm. Nuôi cá trong nhà thì bạn cần một bể cá 45 lít là ok. Và trong một nhiệt độ, trong một cái nơi mà nhiệt độ không có thay đổi quá đáng kể vào ban đêm. Và nếu mà bạn nuôi ở bên ngoài á, thì nếu mà bạn nuôi với bể cá 45 lít đó, thì cái sự tăng giảm nhiệt độ nó sẽ nhanh và nó sẽ diễn ra nhanh và lớn. Nên là nếu mà nuôi cá ngoài trời thì bạn nên có một cái hồ có dung tích nước là từ 1.200 cho tới 1.500 lít nước là ok. Và khi bạn nuôi cá ngoài trời thì bạn cần phải lưu ý, bạn cần phải che chắn để bảo vệ chúng khỏi chim rồi khỏi mèo. Và màu sắc cá vàng, bởi vì cái màu sắc tươi tắn của chúng nó sẽ trở thành mục tiêu cho các loại chim hoặc là loại mèo. Ok la, vậy là mình đã chia sẻ xong với các bạn những cái điều cơ bản tổng quan về cá vàng. Thông qua video này, dựa vào kiến thức của mình thì mình thấy rằng đối với các bạn nào mà mới nuôi cá thì đây là một cái nhìn tổng quan cho các bạn, để các bạn có thể nắm bắt được là loại cá này như thế nào, thích ứng trong môi trường như thế nào và cần phải làm gì đối với cá vàng khi các bạn bị bệnh luôn. Hy vọng rằng video ngày hôm nay sẽ có ích đối với các bạn. Và nếu các bạn cảm thấy thích video này và thích kênh của mình thì cho mình xin một nút like đối với video này và đừng quên đăng ký kênh để có thể nhận được thông báo khi mà mình có video mới nha. Cảm ơn các bạn đã xem đến cuối video. Xin chào và hẹn gặp lại ở video tiếp theo. Bye bye.